Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lưu Vũ Minh. Tôi là Minh, là họa sĩ và là giáo viên mỹ thuật. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp, những cái cách để có thể tự học vẽ mà không cần phải đi học. Tự học là một thói quen tốt mà tôi vẫn áp dụng nó kể từ khi tôi học vẽ đến nay. Tôi không những tự học, tự tìm ra phương pháp tự học tốt mà tôi còn chia sẻ nó với những học viên của tôi để họ có thể vẽ tốt hơn, để họ có thể vẽ đẹp hơn. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ phương pháp đó đến với bạn. Cách số 1 đó chính là học qua sách. Khi mà nói đến việc tự học, chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ qua cách tự học qua sách vở. Sách là một nguồn tri thức dồi dào của nhân loại. Bạn đọc sách đó chính là cách mà bạn đứng trên vai người khổng lồ. Để viết ra một cuốn sách thì tác giả đã mất rất nhiều thời gian, công sức và cái hiểu biết của họ để họ tìm tòi những cái dữ liệu, những cái thông tin. Mà nhất là với họa sĩ thì đôi khi cả đời họ chỉ có thể viết được một cuốn sách để giới thiệu các tác phẩm của họ, để chia sẻ những cách họ vẽ. Vậy nên học từ sách, đọc từ sách là một thói quen vô cùng là tốt. Và tôi khuyên các bạn là nên có một cái thói quen đó. Học từ sách không chỉ là học những phương pháp vẽ, học cách vẽ, mà còn là đọc những thông tin, tìm hiểu về nghệ thuật như là lịch sử, như là sự hình thành, các cái chất lượng trong nghệ thuật, các cái trường phái, những họa sĩ nổi tiếng trong đó. Phương pháp số 2 đó chính là học từ Internet. Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, với sự phát triển của Internet, thì ngoài việc học từ sách thì việc học qua Internet là một điều không thể bỏ qua. Trên Internet có vô vàn, có rất nhiều những thông tin mà bạn có thể tìm kiếm. Chỉ cần dùng Google, gõ bàn phím và một vài thao tác nhỏ là bạn có thể tìm ra thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Cực kỳ là thuận tiện. Bạn có thể xem tranh, bạn có thể xem thông tin, bạn có thể tìm hiểu các họa sĩ khác, bạn có thể tìm hiểu lịch sử, các trường phái mà chỉ bằng qua Internet. Internet chính là cách bạn mang cả thế giới vào trong màn hình nhỏ của bạn. Internet còn là cách mà giúp các bạn dễ dàng theo dõi, dễ dàng tìm kiếm những họa sĩ nổi tiếng. Bạn có thể follow họ, theo dõi họ. Internet có giúp các bạn cập nhật những thông tin liên tục, những thông tin mới và những chủ đề mà bạn quan tâm. Phương pháp số 3 đó chính là học qua thần tượng. Bạn hâm mộ ai, bạn đam mê ai, bạn thích phong cách của ai, bạn hãy tìm đến họ và học hỏi từ họ. Bản thân tôi cũng tự học qua Internet rất là nhiều. Tôi hay lên mạng, tôi hay tìm kiếm những bức tranh của những họa sĩ mà tôi thích. Tôi hay lên YouTube để tìm những cái hướng dẫn, cái tutorial để vẽ làm sao cho tốt hơn và làm theo những gì họ làm. Nghiên cứu họ để hiểu họ nghĩ gì, tại sao họ làm như thế, họ làm thế như thế nào. Đó là cách mà chúng ta học từ những thần tượng của chúng ta. Ví dụ như bạn thích Michelangelo thì bạn có thể tìm sách về ông đấy, tìm những cái video nói về ông đấy, tìm những thông tin của ông ấy trên mạng, trên Internet, qua sách báo. Phân tích những bức tranh của ông ấy, chép lại những bức tranh của ông ấy, chép lại những cái bức hình họa, chép lại những bức sơn dầu để hiểu là ông ấy làm được cái đó như thế nào, tại sao ông lại làm như thế. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những thông tin như là những bí mật về Mona Lisa, cái cách mà ông ấy vẽ bằng tay trái, cái cách mà ông ấy dùng chữ viết qua gương. Hãy nghiên cứu thật kỹ thần tượng của các bạn thì trình độ của các bạn sẽ tăng lên không ngừng. Cách số 4 đó chính là học qua những đồng nghiệp. Học trên Internet, học trên sách báo thì đã là rất tốt rồi. Nhưng đó là cách học chúng ta tìm kiếm những thông tin. Còn việc học qua các đồng nghiệp, học qua các họa sĩ khác là một cách vô cùng cần thiết. Bởi vì các bạn có thể giao tiếp với họ thường xuyên, các bạn có thể nhắn tin, các bạn có thể gọi điện cho họ thường xuyên, các bạn có thể gặp gỡ họ, nói chuyện với họ thường xuyên. Từ đó chúng ta sẽ liên hệ với họ, trao đổi thông tin với chúng ta với họ, nhờ họ hướng dẫn để chúng ta có thể tiến bộ hơn, chúng ta có thể làm tốt hơn. Bản thân tôi cũng học từ các họa sĩ khác rất là nhiều. Tôi thường gặp gỡ họ, đến xưởng vẽ của họ, đặt ra những câu hỏi, những mong muốn mà muốn họ giải quyết cho mình. Có thể hẹn gặp họ ở những quán cà phê, có thể gặp họ ở những buổi triển lãm. Bất kể khi nào tôi gặp họ thì tôi sẽ thường đến nói chuyện và chia sẻ với họ. Hoặc có một cách nữa mà tôi đang sử dụng chính là tôi học những khoa học của họ. Nếu đồng nghiệp nào có cái gì hay, có cái gì tốt, họ mở lớp dạy thì tôi sẽ đăng ký lớp của họ để tôi đi học, để tôi học hỏi những thêm kiến thức của họ một cách sâu hơn, một cách chi tiết và khoa học hơn. Cách số 5, cách cuối cùng đó chính là học qua bản thân mình. Bản thân chúng ta đó chính là một cách học. Chúng ta học hỏi từ chính những sai lầm của mình, chúng ta học hỏi từ chính những cái vấp ngã, từ chính những cái lần mà chúng ta vẽ sai hay là những lần chúng ta vẽ đúng. Cứ mỗi lần chúng ta vẽ sai hay là vẽ đúng thì chúng ta sẽ rút lại, ghi ra tại sao mình lại làm đúng, tại sao mình lại làm sai, và từ đó có thể phát triển và sửa đổi nó để chúng ta có thể trở nên tốt lên. Có thể nói là bản thân chúng ta chính là một người thầy của chúng ta. Không những tôi mà tất cả họa sĩ khác, tất cả những bạn học vẽ khác thì luôn luôn là gặp phải khó khăn, gặp phải cái cản trở, rào cản trong quá trình mình vẽ. Bằng cách khắc phục nó, bằng cách vượt qua nó thì chúng ta sẽ trở nên vẽ tốt hơn. Học ở đây là học cả những cái đúng, những cái sai. Cái nào cũng có giá trị riêng của nó mà chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, nghiên cứu thật kỹ. Chính bản thân chúng ta là những công cụ, là những bộ máy để giúp chúng ta làm việc. Vì vậy chúng ta phải đặt ra những quy tắc trong lúc làm việc. Chúng ta phải luôn luôn tạo động lực cho bản thân để bản thân chúng ta làm việc tốt hơn, cho bản thân chúng ta sẽ liên tục tiến về phía trước. Ngoài cái việc học qua bản thân để chúng ta vẽ tốt hơn thì chúng ta phải luôn luôn là phát triển bản thân hơn nữa, học hỏi các kỹ năng để phát triển bản thân. Ví dụ như học tính kiên trì này, học tính khoa học này, rèn luyện tính cách không bỏ cuộc này.
và rất nhiều những đức tính khác mà bạn nên học tập. Và đó là 5 cách tự học để giúp bạn vẽ tốt hơn. Nếu mà thấy cái video này hay, có ý nghĩa, giúp ích được nhiều cho bạn thì hãy chia sẻ nó với bạn bè. Và đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn vào nút cái chuông để mỗi lần tôi ra video mới bạn sẽ không bỏ lỡ nó. Hãy comment xuống dưới phần bình luận những ý kiến góp ý của bạn về tôi để tôi có thể làm tốt hơn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.